Nó không đi nào, nó đi nào là làm thẻ cả ngoại hình của máy anh nhé. Các cạnh của máy ạ. Bên mình cho là có không? Bên em có hỗ trợ trả góp có thể được chưa? Nói chung đấy chỉ có 500 giá thì em nghĩ anh em lại có cô nắm lợi. Còn như này lại sau khi phơi ra thì trang bộ nó sẽ hơi ớt. Với cả là ở không được 28 cô thì lưu trữ không được nhiều. Đấy, con để người ta dạy mình kiểu mà em test camera cho mình ạ. Đây là cam trước ạ. Cam sau đây ạ. Mic thu lại ạ. Em test bàn phím cho mình ạ. Nếu phím này không có trên bàn phím nó sẽ không hiện anh nhé. Loa của máy ạ. Ổ cứng 128 GB bên chia làm hai ổ C và ổ D ạ. Con nào mỏng? Con nào mỏng? Đây là ID của máy anh nhé.